tục đến với quê mình xem Kubota DC 105 cắt lúa sập nữa nha các bạn. Lúa sập giờ là lên mầm xanh hết rồi. Cắt ở trong vườn mà sập dữ lắm, sập. Rồi chỗ này xanh dờn hết trơn các bạn. Lúa nó đã bị dìm tuốt ở dưới lá gơm á các bạn, nó sập á rồi ba cái lá gơm lâu ngày á nó tủ lên lá lúa. Này là đang cắt cặp cái mé sát bờ luôn. Khu này chỉ được có 2 công thôi nha các bạn ơi. Xem thử kết quả 2 công này được nhiêu nha các bạn. Rồi tay máy cắt của mấy anh em mình là ở Thành Phước của dòng Ghiền, giáp với Cự Đỏ các bạn ơi. Tí nữa cắt gần xong á, mình ra mình đếm thử coi được mấy bao lúa trên cái công này nha. Sập quá sập rồi các bạn ơi. Rồi rồi rồi, chúng cái gì vậy? Tiêu rồi. Bên trong là máy mình đã giải quyết xong hết rồi các bạn. Đất đây trong vườn được cái là nó cứng, nó không có bị lúng nha. Nên anh em cũng rất là an tâm khi mà cắt cái cánh đồng này. Ồ, con này không mấy 2 công luôn. Bao ở đây được 2, 4, 6, 8 bao rồi. Ở khu này mấy công vậy? Khu này mấy công? 2 công hả? À. Xem thử 2 công này thu hoạch được mấy bao lúa nha các bạn. Nãy là sập là lên mầm xanh luôn á. Trên xe giờ là 9 bao, dưới đây thêm 2 bao nữa là được 11 bao đó. Gió quá gió. Mấy cái lúa sập mà nó không bị cháy gầy á,
thì anh em mình thu hoạch rất là nhanh. Còn lúa sập mà nó bị cháy gầy vậy các bạn. Trời ơi, thu hoạch chừng ai luôn, cái cọng rơm nó dai. Mà mấy cái vụ đó mà cắt vào bữa chiều tối một phút mình cái nữa nó dai dữ nữa nha các bạn. Mấy đó nó ẩm ẩm cái là bắt đầu nó dai rồi, chiều xuống là bắt đầu nó dai rồi đó. Còn giác chưa thì nó cũng giòn, nhưng mà nó không giòn lắm. Mấy lúa trái gầy cắt cái gì cho chua ăn lắm, nhận hàm liên tục. Đây thì anh em mình đang cắt lúa ra bãi. Cái này thì ghe cân lúa lại đầy đủ hết trơn nha các bạn. Ở đây thì hai cái chiếc chẹt này, chiếc chẹt máy cắt của anh em mình. Cắt xong mà sẽ di chuyển xuống đây mình về. Cái này thì cái máy cắt của mình đang đậu để chuẩn bị bắt công mới nha. Bên đây có con bãi riêng nữa nè, chắc là chủ ruộng khác quá. Quê mình là vô vụ này là gậu hết rồi nha các bạn. Chắc khoảng chừng tuần nữa là ở dưới mình là sẽ hết lúa, mình sẽ di chuyển ra đồng khác để mình quay nha. Với mình thì chịu khó đi thì hầu như là ngày nào cũng có cắt lúa hết các bạn. Cái vụ đông xuân này cái gì cho kéo dài đó, tại vì vừa xong người ta sẽ xả đứt thêm vụ nữa. Rồi đông xuân sớm, đông xuân muộn, như có một số chỗ thì đông xuân người ta sẽ cắt trước nửa tháng rồi đó các bạn. Thì người ta sẽ xả lại, người ta làm đông xuân muộn thì xong tới hè thu. Năm không biết làm bao nhiêu vụ nữa. Rồi giờ là anh em mình cũng cắt lúa xong rồi, cũng chuẩn bị di chuyển ra chỗ khác nè. Đang cắt vô sát bờ nha các bạn. Khúc dưới đây được cái là nó không có bị sập. Chỗ nào sập là thấy gì cái chua lắm. Khúc này chút xíu nó chuột nó chạy ra dữ lắm nha các bạn ơi. Trong đây là sát máy vườn. Mà máy này cắt nó cũng sát cái chân lúa luôn. Nó như vậy là chuột nó hết cái chỗ trú ẩn á, nó sẽ chạy ra ngoài. Sẽ đi theo đàn tạm mình quay cho mấy bạn xem nè. Không ai đỡ cho mình không hả? Không ai đỡ cho vậy cho mình luôn. Trời ơi, quýu quýu đi. Máy này của mấy anh em ở trên Thạnh Phước về Dòng Hiền mình cắt nha các bạn. Thạnh Phước thì nó giáp với Cờ Đỏ. Này là cắt ngay trung tâm thị trấn Dòng Hiền luôn, cách thị trấn khoảng 2 cây. Bầu trời lúc này u ám và đen rồi các bạn ơi. Nông dân mình cắt được giờ nào thì 2 giờ đó,
mưa thì đi vô thôi chứ biết sao giờ. Giờ là ổng muốn mưa là mưa, muốn nắng là nắng à, không có theo mùa giống hồi đó nữa. Phân thuốc cũng lên dữ lắm nha, giờ xăng dầu cũng quá trời lên luôn. Lên mà nói dữ nhất trong lịch sử luôn các bạn. Cắt lúa sạch đó là phải thuê giá rất là cao, hầu như là thuê gần như gấp đôi các bạn. Lúa bình thường mấy bạn thuê chỉ có 270, 260, 250 một công, còn cái này là mấy bạn thuê từ 420 đến 450 một công, cắt rất là lâu lúa sạch. Đây thì bà con mình trồng chủ yếu là jasmine nha các bạn. Giá lúa hiện tại ngay thời điểm này tại vị trí này luôn thì là 5.900 một ký, giá thu mua tại ruộng luôn các bạn ơi. Còn mấy chỗ khác thì chỉ có 5.800, 5.700, có chỗ lên 6.000. Nói chung là tùy dùng, cũng tại một cái thời điểm này luôn đó nha các bạn. Chung nông dân mình làm trông chờ vào cái vụ này, mà vụ này phân thuốc đồ lên quá trời, thời tiết biến đổi liên tục hết trơn các bạn ơi. Giờ mưa nắng nó thất thường nữa, bởi vì bà con mình thu hoạch lúa cũng rất là lo sợ. Vụ đông xuân mà mấy bạn tưởng như là vụ ba vụ hè thu á các bạn, ở đây nó còn đỡ nha, còn khô, còn mấy chỗ khác thì nó ướt nhẹp luôn. Giờ lúa nó sập, thấy nóng lạnh, có chỗ bị cháy gầy. Xuống được 2, 4, 6 bao, có một bao nó bị che khuất, mấy bạn nhìn chỉ thấy 5 bao thôi nha các bạn. Anh em mình đang tiến hành phải đó gom lên. Hai con lắc này không biết được mấy bao nữa. Để mình lại đó mình đếm thử đây. Chút xíu nữa cắt dài lắm cuối cùng rồi mình sẽ chủ động lên đó mình đếm theo dõi thì hai con này được bao nhiêu bao nha các bạn. Có đạt được 20 bao trên công không nha. Những chỗ lân cận bên kia thì nó đạt cũng cỡ đó. Mà ở này nó cũng sạch với lại nó nằm sát trong vườn á. Không biết cái năng suất có như ý muốn không nha các bạn. Mỗi năm bà con mình trông chờ ở vụ này rất là nhiều.
qua xem anh em mình dắt lúa lên cầu. Ôi, chỗ này đất mềm quá các bạn ơi. Cũng còn một vài lam nữa thì xong rồi. Điểm thử được mấy bao rồi? Ở đây 2 bao, 4 bao, 5 bao, 6 bao, 7 bao, 8 bao, 9 bao, 10 bao, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Còn đây cái bằng 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, chứ nữa có cơ. Hiện tại là trên máy là 26 bao rồi nha các bạn. Cái này nó đạt công mười mấy bao rồi. Trên này thêm 3 bao nữa rồi được 29 bao. Và 30-33 bao là trở lại. Thêm 3 bao này được 29 bao nha các bạn. Bự quá bự. Còn hai đường cắt nữa. Này chắc dữ lắm thì công được 17 bao chứ gì. Nãy giờ được 29 bao đó, hai công. Giờ chạy lên cái thấy giỏi lắm là 3 bao, 4 bao là cao. Làm túi à. Rồi hết rồi. Này được thêm 3 bao nữa. Với lại thêm khúc lúa nửa bao. Với thêm giờ là xả bồn. ba mươi hai bao để xả bồn mình coi đựng bao không nha các bạn. Ba mươi ba bao các bạn. Công 17 bao mấy. Nói chung là tổng cộng là được 34 bao tất cả. 17 bao. Rồi giờ máy vượt đi luôn rồi. Giờ mình sẽ đi theo máy và mình kết thúc video này tại đây nha các bạn.
cái bãi lên nha. Xem thử tài xế mình sẽ lên cái bãi này như thế nào nha các bạn. Ở đây thì cái bãi nó cũng tương đối dễ, nó không có cao giống như bên Gò Quao các bạn ơi. Bên Gò Quao cặp mấy lộ á, hôm bữa mình quay quá trời cái lộ, cái dốc ở bên trong bờ thì nó bị lúng, mà cái dốc nó lại cao. Mấy cậu lên lần nào cũng bị đổ lúa chứ, lần nào vô cũng bị lúng. Ồ đẩy kìa các bạn ơi. Lên cái ngọt chết không các bạn. Ồ đem bao chuẩn bị đi cắt nữa nha. Hai công được 34 bao và cũng ok các bạn. Rồi tạm thời mình sẽ khép lại và kết thúc video này tại đây nha các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem nha. Dưới đó ghe với anh em mình đang chờ để giá xuống ghe cân bán luôn.